Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình sẽ bán mình sản phẩm gọi là dây rút gà nha. Mình có 10 màu, 10 màu nha. Cái này màu cam. Bạn nhìn kỹ màu sắc nha, đây, cái này màu tím. Cái này màu nâu nha. Cái này màu vàng, không, màu vàng rất là sáng luôn. Đó, màu sắc rất là sạch sẽ luôn. Một bịch là 100 sợi nha mấy bạn. Ở đây là màu nâu. Cái này là màu đỏ, màu trắng, màu xanh đá không? Rất là đẹp. Đây, màu đen, màu xanh biển, xanh dương đó. Rồi, mình tổng cộng có 10 màu. Khi bạn mà mua lẻ thì 20k một bịch nha. Với số điện thoại là 0764141188 là Zalo của mình, hoặc gọi này cũng được. Mình tên Trứng. Ok, còn khi bạn mua 10 bịch trở lên á thì chỉ có giá là 189.000 thôi, và tặng thêm 2 bịch trừ 2 màu này. Thì hai màu màu trắng với màu đen là rất là phổ thông nên mình không có tặng, mình tặng mấy màu còn lại như là màu cam, màu xanh, màu tím nè, màu nâu nè, màu vàng đó, không, trừ 2 màu này thôi, với giá là 189k, và tặng thêm 2 bịch, và mỗi đơn phí vận chuyển là 3k trên một đơn. Như là ví dụ là bạn mua một đơn thì chỉ 30k, bạn mua 20 bao cũng là 30k thôi. Nếu bạn mua nhiều thì ủng hộ mình nhé. Ok, nhớ nha, là mua lẻ thì 20k một bịch, còn mua 10 bịch trở lên á thì được tặng 2 bịch nữa với giá rất là hữu nghị, 189k. Dạ, mỗi lần với phí vận chuyển là 30k. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Dạ, hẹn gặp lại một cái sản phẩm mới. Cảm ơn, bye bye.